chào các anh chị em gần xa thân mến. Chào mừng cả nhà trở lại kênh của Thúy Con lên cuộc sống của Pháp. Cả nhà hôm nay thấy cái đẹp cả nhà. Hôm nay mình lên nhà chị Ngọc mình chơi nha, mình nói xem nha cả nhà. Sẵn mình đi giải hè luôn. Mà cả nhà cùng Thúy xem ủng hộ video của Thúy để mình đi lên nhà chị Ngọc cùng khám phá nhà chị Ngọc. Cái đường đi về chị Ngọc nha cả nhà. Ở đây người ta trồng cái bông cỏ này mình để người ta làm ngũ cốc á cả nhà, giống như mình trồng gạo mình ăn, trồng lúa mình ăn vậy. Với lại ta trồng hoa hướng dương cả nhà rất là nhiều hơn. Cái vùng quê này ta trồng rất là nhiều bông cỏ với hoa hướng dương. Cả nhà thấy mấy cái trong trống điện không, mấy cái trong trống gió không, rất là nhiều luôn. Trống gió nó rất là nhiều ở trong đồng trống này thì Pháp nó đặt rất là nhiều trống gió rất là đẹp cả nhà. Mà cả nhà để đi hơi một xa xa thì cả nhà sẽ thấy có những cái tia nước mà nó phúng ở trong đồng trống á, là người ta sẽ tưới tự động nha cả nhà. Ông Pháp này ta trồng người ta không có giếng, không có kênh giống mình, nhưng mà người ta tưới tự động bằng cái phun nước, cái kênh nước đó rất là đẹp luôn. Có lúc mình đi những cái khoảng trống đó, có những cái tia nước phun lên mà trong đồng không có nước, những tưới nước hay thiệt. Bên Pháp nó cũng hay, mình ở bên Pháp này thì mình cũng có cái đồng ruộng rất là rộng giống như bên Việt Nam mình đó nha cả nhà. Ta trồng rất là nhiều bông cỏ luôn, và nhiều hoa hướng dương và nhiều bông cỏ, và trồng bắp nữa. Cái vùng này thì nó không có trồng bắp, chỉ trồng hoa hướng dương với bông cỏ là nhiều, bông cỏ nhiều hơn hoa hướng dương. Cái thiết nhất là cái trong trống gió của Pháp đó, rất là nhiều trên cái đồng trống, nên là cả nhà mình nhìn cái bông trống gió thôi thì mình cũng thấy mê ha, rất là đẹp luôn. Lên nhà chị Ngọc thì cái đoạn đường này thì nó rất là đẹp. Cái chỗ này là có nhiều cái trong trống gió. Rồi tới nhà chị Ngọc thì không có còn trồng chanh gió nữa mà ta trồng bắp với trồng bóng cỏ, trồng hoa hướng dương thôi. Hôm nay thì trời nắng cũng bình thường, không nóng lắm, nhưng mà xe thì cộ cũng ít nha cả nhà. Thứ ba thì xe cộ nó cũng ít hơn, chỉ là xe tải, xe chở hàng thôi. Với hơn nữa bây giờ thì xăng cộ nó cũng mắc ấy. Xe của mình thường chạy thì cũng không cần, thì người ta cũng không đi lắm, để đi tàu nhiều hơn. Người ta không có đi xe, khi ta cần việc thì ta mới dùng xe thôi ha. Cả nhà thấy nên xe hơi nó ít chạy đó. Hồi năm kia, năm ngoái khi đi biển xe rất là nhiều. Năm nay xe cả nhà thấy trống lỏng nha, không có xe ha. Lâu lâu có chiếc xe hơi thôi, còn nhiều là xe tải chở hàng chở đồ thôi. Cả nhà thấy Pháp và đồng rồi cò ba thẳng cánh giống Việt Nam của mình vậy đó. Cái trồng trống đó, trong trống gió điện rất là đẹp cả nhà. Trong đồng chỗ nào cũng có cây trong trống gió điện hết á cả nhà. Đó cả nhà thấy màu vàng đó, màu vàng là bông cỏ đó cả nhà. Mình tưởng là lúa giống mình đó, mình lại gần mình toàn bông cỏ. Mà bông cỏ không có nước cả nhà, nước khô mà tưới điện nước tự động mà nó bông cỏ rất là tốt cả nhà. Bông cỏ to to không à, giống như lúa mình là trúng rồi đó. Thử quay những cái bông trống gió này thôi, tại vì trong trống gió nó rất là đẹp, cho nên thí lưu lại những cái trong trống gió cho nó đẹp trên cái video của mình. Năm nay mình không có đi biển nha cả nhà, giặt giắt hay cái gì nó cũng lên xe cộ đi biển mà ngàn cái số thì cũng tính tiền xăng cũng mệt á, cho nên không có đi biển, nên hãy dễ hè nhà chị Ngọc để đi vô. Ở đây mình ghé trạm để mình uống cà phê, tài xế uống cà phê cả nhà. Ghé đây rồi mình đi vệ sinh luôn nha cả nhà, gần tới nhà chị Ngọc rồi. Cả gia đình của mình cả nhà thấy không cả nhà. Cả nhà ở đây là đồng lúa không cả nhà, đồng lúa là lúa bông cỏ đó chứ không phải lúa mạch đó cả nhà thấy không. Đã trồng bằng lúa nè, chứ Yên Môn ở đây là trồng lúa không mà. Pháp người ta trồng lúa nhiều lắm, giống như Việt Nam mình trồng lúa mình ăn vậy đó. Ở này là lúa mạch, lúa mạch cả nhà thấy không, cái bông lúa tốt ghê cả nhà, cái bông tốt ghê nè đó, cái bông nó rất là tốt luôn ha. Ở nhà thấy không, ở đây nó có cái chỗ mà mấy cái trong gió để người ta sợ cháy đó, chống gió điện á. Cục vàng mà tới đây, cục vàng đi lên đồ chơi cái rồi, cục vàng chơi nè. Xin chào, nói đây xin chào đi, xin chào nè, chị bó xin chào này, xin chào đấy. Trời ơi, nó vô nhà chị Ngọc nó khoái lắm cả nhà ơi. Allez. Voilà. Voilà, 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 voilà. Đi qua ba đi, đó. Thằng lớn với thằng nhỏ, thằng cặp nha cả nhà. Chớ vậy. Đi về lên đi trên, còn cơm biên km. Cái số nữa tới nhà của chị Ngọc rồi. Ồ, con bò cả nhà, bò sữa. Đường thì cũng được, cái nhà cũng bự bự. Mà đầu ruộng không ạ? Tới rồi cả nhà. Cái mũi tên của cái bản đồ nó tới nhà rồi. À, còn chạy vô đường này nữa. Có cái nhà thấy không? Nhà bên Pháp là vậy đó, đẹp. Rồi quay cái rụng bắp cháy luôn. Cây khô queo luôn, đã bẻ hết trái rồi. Mấy cái bánh cam mặn nó nở, nó thơm mà bẻ cái lông mũi luôn cả nhà. Tới nhà Ngọc xinh đẹp à. Mình tới đây rồi nha cả nhà, tới nhà chị Ngọc rồi. Hôm nay ra mình giải nhà hè lên nhà chị Ngọc mình chơi chứ mình không đi xa hơn cả nhà. Đó, bây giờ tới nhà chị Ngọc, thấy chị Ngọc xinh đẹp không? Ở cả nhà ăn đậu nướng cả nhà, nhìn người đẹp nè, người đẹp mà chợ đen, người đẹp chợ đen, còn đây lạnh. Đây không cho đen mà lạnh. Ừ, coi rồi. Đừng hái, no, không hái các bà. No. Ồ, ra đây nướng, đồ nướng ấm cả nhà. Ở đây Pháp mà giờ thấy ở đây thì cũng lạnh. Thịt này kiểu của Campuchia. Cái gì của Campuchia? Thịt đó hả? Ừ. Chị làm hả? Đừng có hái của chị cô. Đó, nướng đầu nướng ăn. Rồi đi hái cho ghi cả nhà, cho ghi nhiều quá. Rồi hái xong rồi ăn không hết nữa nha cả nhà. Đó cả nhà, hôm nay mình lên mình giải trí của nhà chị Ngọc nè. Nè. Bông hoa đẹp không mình lợi dụng đồ truyền thống Việt Nam lưu lại kỷ niệm nha cả nhà. Hôm nay mình tới đây để mình tới nhà chị Ngọc bằng bộ đồ Việt Nam truyền thống của mình để mình nhớ lại hồi thời mình còn eo còn ốc để mong ước mình già mình xấu cả nhà mình đâu có bằng được, mình nói tiếng cả nhà ha. Cả nhà thay thế bằng bộ hoa để lên nhà chị Ngọc để Ngọc nó đẹp ha, đính biết hoa hồng luôn. Mình yêu cái chậu bông của chị Ngọc, mình thấy cái đô của chị Ngọc, mình thấy cái chậu bông của chị Ngọc quá đẹp quá cả nhà. Cả nhà ơi, gắn đem lên cái nè, cả nhà nhìn thấy nè. Đẹp không cả nhà? Quay người đẹp cho nhiều vô cả nhà. Lâu lâu có cái dịp mới đi lần này nữa, không biết chừng nào mới đi nữa nha cả nhà. Tại vì năm nay hè mình không đi biển, không có đi đâu nên mình lên nhà chị Ngọc. Chị Ngọc mà lên nhà chơi để đi hái chơi ghi, cho nên mình lên nhà chị Ngọc. Mình lưu lại cái kỷ niệm video này ha cả nhà. Không biết 11 mình có dịp để đi nữa không, tại vì bây giờ cái gì cũng nó hơi khó khăn. Giặt chắc xe hộp hộ khăn nó mắc, nên mình đi thì mình có công việc mình đã mình cũng đi. Đó, đây kìa cái kìa mà nay nấy làm video kìa. Tranh nhau lên YouTube ha, thưa chú YouTube. Nhà, nhìn bông con đẹp không? Thí nhiều quá cả nhà. Thí cũng đến nhà chị Ngọc cũng đã có thời gian rồi, bay từ đường đi vô nhà tới đây rồi. Thí xin tạm biệt cả nhà video nha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe bình an. Cảm ơn cả nhà nhiều để ủng hộ của video của Thí hôm nay nha cả nhà. Cả nhà nào mà xem video cho Thí chưa có đăng ký kênh thì nhớ hãy đăng ký kênh ủng hộ Thí nha.